Làm cái 100 đi luôn đi Tiên ơi. Để em suy nghĩ. Em có cần chị hỗ trợ gì không? Hậu ơi, có cần chị hỗ trợ gì không? À dạ chị cho không tới lượt chị đâu chị đâu. À dạ chị cho không tới lượt chị đâu chị. Không tới lượt, trời ơi, không tới lượt chị đâu. Chưa tới lượt. Em đang suy nghĩ chưa tới lượt. Ờ cái câu nặng quá. Mai mốt lên trả lời qua hậu y chang vậy đó. Phải, chưa tới lượt. Lỡ rồi, lỡ miệng rồi. Em lỡ miệng, lỡ miệng. Chung nói là nên nói vậy cho già tỉnh ngộ chứ phải tỉnh ngủ. Ủa chị hỗ trợ em. Chị vào chị phá bữa ăn của người ta. Hồi nãy chị cố tình chứ không phải là cái chân em thôi. Em mới là cố tình mà chị phá chén cơm ăn sáng của người ta đó. Mọi người cứ nghĩ tôi vậy không à? Rõ ràng chị vậy mà. Đúng vậy. Bây giờ tôi hỏi nè, anh tên gì anh? Thùy. Trời, anh tên đàn ông không? Anh tên Thùy. Tên Thùy. Anh Thùy thân mến, hiện tại là 6 giờ sáng và có một cái khó khăn đến với làm visa vì các hệ thống nghệ sĩ xung quanh không hỗ trợ, thì anh Thùy có nhiệt tình ra hỗ trợ cái phần mà động tác bay lên không? Đừng anh Thùy ơi. Thực ra với người khác thì sẽ giúp đỡ còn 5 visa thì thôi. Còn 5 visa thì thôi. Bậc thầy săn thưởng phát sóng chủ nhật hàng tuần từ 27 tháng 10 năm 2024 trên kênh YouTube Viettel Media.